Một tác phẩm thể hiện sự ấm no hạnh phúc, tài lộc đong đầy, đó chính là tác phẩm Gia Đình Gà được bên em chế tác trên chất liệu là gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai mà ngày hôm nay Tường Gỗ Sử Nguyễn Hồng mong muốn được giới thiệu đến tất cả anh chị và các bác nhà mình. Và xin kính chào tất cả anh chị đang có mặt trong video ngày hôm nay của bên em. MC Thu Hương rất hân hạnh được lên sóng để mang đến những tác phẩm đẹp của nghệ nhân Tường Gỗ Sử Nguyễn Hồng. Và trong video ngày hôm nay đó chính là một tiểu cảnh Gia Đình Gà, chất liệu gỗ Hương Ta, một sắc vô cùng là bắt mắt và rất là sáng màu. Tác phẩm với tổng chiều cao là 83, chiều ngang 40 và chiều sâu là 18, với mức giá giao lưu chỉ là 8 triệu đồng, bên em đã bao gồm cả phí vận chuyển và giao hàng toàn quốc cho anh chị nhà mình. Và ngay bây giờ thì bên em cũng sẽ hướng xe máy quay lại gần, anh chị cùng ngắm nhìn giúp em từ đường vân chất gỗ cũng như là những cái đường nét đục ở trong cái tác phẩm ngày hôm nay được không ạ? Vâng, đầu tiên đến với phôi gỗ Hương Ta, màu sắc vàng tươi như vàng 4 số 9, nhìn vào màu sắc rất ôn hòa, nhã nhặn và phù hợp với mọi không gian của anh chị nhà mình, tôn thêm cho căn phòng khách hoặc tại nơi làm việc, thêm trở lên ấm cúng cũng như là nổi bật hơn rất là nhiều, đồng thời tạo lên một cái cảm giác sang trọng và vô cùng là lịch lãm anh chị mình nhé. Và tiếp theo đó thì anh chị có thể ngắm nhìn giúp em thân thái của những chú gà trong một gia đình gà đang sum họp quây quần bên nhau phải không ạ? Đầu tiên đó chính là chú gà trống, được bên em đục tỉa bộ tích kê, phần mào cũng như là phần lông đuôi vô cùng là kênh bong tỉ mỉ. Chú gà trống tượng trưng cho người cha của chúng ta lúc nào cũng tần tảo hy sinh vì vợ vì con, cả đời gánh vác lo toan mọi công to việc lớn phải không ạ? Và tiếp theo bên dưới là một cô gà mái hoa mơ với thân hình tròn trịa bóng bẩy, nghệ nhân của bên em cũng đục tỉa từng cái phần lông gà rất là mềm mại luôn này. Và tác phẩm này thì em đục duy nhất là ba chú gà con đang nô đùa ríu rít cũng như là làm rất là ngoan ngoãn dưới chân của người cha người mẹ của chúng ta này. Đó, thì khác với những tác phẩm tượng gia đình gà khác, tác phẩm này em không đục hoa cúc mà em đục những cái bông hoa phù dung rất là đẹp luôn. Hoa phù dung cũng có những cái ý nghĩa phong thủy vô cùng là tuyệt vời. Loại hoa này mang một màu sắc cũng như là hương thơm dịu ngọt, sẽ thể hiện cho tình cảm của tất cả các thành viên trong gia đình và thể hiện cái sự cố gắng và đoàn kết anh chị nhà mình ạ. Kèm với đó thì các bác có thể ngắm nhìn này, đây là một cái chuông tiền vàng được bên em thiết kế bo bằng tay rất là tròn, bên trên là những cái đồng tiền vàng may mắn chứa rất là nhiều tài lộc. Hiện tại thì tác phẩm em vừa báo giá giao lưu chỉ là 8 triệu đồng. Anh chị và các bác nhà mình ưng ý có thể nhấc máy lên liên hệ chúng em qua hai đầu số hotline rất là quen thuộc 0971336318 hoặc 0789336318 để được hữu duyên với tác phẩm trong video ngày hôm nay anh chị nhà mình nhé.